Thưa quý vị và các bạn, phòng khám đa khoa Sinh Hậu là một trong những nơi điều trị có nhiều người bị bỏng hiệu quả. Nhiều người trong số họ sau thời gian điều trị đã bình phục, trở về mà không phải mang di chứng cũng như bị ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Vậy điều gì đã làm nên sự kỳ diệu ấy? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Nhìn qua những hình ảnh này cũng đủ để nhận thấy bệnh nhân đã và đang trải qua những phút giây đau đớn như thế nào về thể xác và tinh thần. Bởi khác với những chấn thương khác, bỏng có thể gây tổn thương trong thời gian dài, thậm chí gây biến chứng nặng nề khiến người bệnh mất khả năng vận động, ảnh hưởng tới thẩm mỹ nếu như không được điều trị đúng cách. Nó rất là rát, đau. Thì từ khi mà sử dụng thuốc thì thấy êm, mát, rất là dễ chịu. Rất là tiến triển hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đắp thuốc bỏng SH91 vào ấy, thì bệnh nhân sẽ giảm đau rát rất nhanh. Khoảng 15-20 phút giảm sốc. Tính chất của vết bỏng là rất là như nốt phỏng nước. Trong quá trình với như trẻ nhỏ thì họ có thể dẫn đến bị mất da, khi mà vết bỏng là các cháu cọ sát là gây đến mất da. Như khi mà đến đây mình điều trị thì mình sẽ đắp trực tiếp vết bỏng là thuốc lên. Khoảng một thời gian là cái vết bỏng lốt phỏng nước có thể sẽ xẹp lại, bám vào mặt da. Vị trí cái vết cháu có mất da nó sẽ khô và seo, nó tạo một cái lớp màng rất là đẹp cho cháu. SH91 là loại cao dược liệu chiết xuất từ cây hoa rẻ và cây bòn bọt, đã được nghiên cứu từ năm 1999 bởi tiến sĩ Nhâm Văn Sinh. Sau thời gian thử nghiệm cho thấy, thuốc mỡ Grores SH91 có tác dụng kích thích tái tạo mô và liền vết thương. Đồng thời, thuốc có tác dụng ức chế vi khuẩn tại vết thương bỏng nông, tương đương với vết bỏng đối chứng được điều trị bằng Sinvirin 1%. Ông Sinh phải mất 10 năm trời để nghiên cứu các thành phần của thuốc và thử nghiệm lâm sàng từ chính những bệnh nhân bị bỏng. Phương pháp điều trị bệnh bỏng của ông Sinh hết sức đơn giản và hiệu quả. Bệnh nhân không phải tiêm hay uống bất cứ một loại thuốc nào. Chỉ cần bôi thuốc với tác dụng giảm phù nề, giảm đau, kháng viêm, giảm tiết dịch, bảo tồn mô vết thương sẽ mát và mau lành sẹo. Là một tai nạn mình nhân gặp rất nhiều trong lao động và trong cả sinh hoạt. Mà hiện giờ điều trị là một vấn đề rất là khó khăn. Cho nên là một trong những giải pháp để mà điều trị tốt cho bệnh nhân thì chúng tôi có cố gắng nghiên cứu tìm tòi. SH91 là bài thuốc sản xuất từ dược liệu trong nước. Nó có hiệu quả rất cao, đặc hiệu trong chữa bỏng. Ngoài tác dụng kháng khuẩn ra, nó còn các tác dụng làm giảm đau, giảm sưng nề, chống không để lại sẹo. Cho nên là nguyện vọng của chúng tôi là muốn làm thế nào để mà nó toàn dân thế giới được sử dụng hoặc là nhân dân trong nước được sử dụng rộng rãi. Theo số liệu thống kê, cho tới năm 2017, các cán bộ, nhân viên phòng khám đa khoa Sinh Hậu đã khám chữa bệnh cho gần 700.000 lượt người, cấp cứu và điều trị cho khoảng 4.700 nạn nhân bỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận như Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ. Năm 2011, thuốc chữa bỏng SH91 đã được người tiêu dùng bình chọn trong top 100 sản phẩm dịch vụ Việt Nam được tin dùng.